Cha ơi xin hãy lắng nghe những lời vì con khốn cùng, bảo vệ hồn linh con, đời con hiến dân ngày đây. Xin cha yêu nghe tiếng, vì nhiều lần con khó khăn và giọt lệ tuôn rơi trong đôi mắt bên cạnh. Cha ơi xin hãy lắng nghe. Cha ơi xin hãy lắng nghe, nhận lời vì con khốn cùng, bảo vệ hồn linh con, đời con hiến dâng ngày nay. Xin cha yêu nghe tiếng, vì nhiều lần con khóc thầm và giọt lệ tuôn rơi trong đôi mắt hiền cầu. Giữa con theo Ngài và cho con gần bên Chúa, trang trong luôn hé tâm lên này ở tôn chim hương trên chúa yêu thương của chú tê quái quyền. Hay a ca mừng, hay a ca mừng, đây hé tâm hồn con ơi tiếng chúa. Tạ ơn Cha của Đức Chúa Trời của chúng con, dâng lên Cha lời biết ơn vì một tuần nữa lại đến với chúng con một ngày mới ở trong danh của Chúa Giêsu. Chúng con đón nhận ngày mới là ngày của sự ban phước, ngày mà ngày thi ân của Ngài mở ra, không phải chỉ một ngày nhưng mà ngày thi ân đã được mở ra cho mỗi chúng con để chúng con đến và chiêm ngưỡng, để thờ phượng, ca ngợi và chúc tụng danh của Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa là thần lẽ thật xin dẫn chúng con vào trong lẽ thật. Đến thời giờ này chúng con được học lời của Đức Chúa Trời và cùng thờ phượng Chúa trong một ngày mới. Con cảm ơn Cha, con dâng lên Cha lòng biết ơn, dâng lên Cha thì vào giờ này và chúng con cùng cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta qua câu số 15 trong loạt bài về Đức Thánh Linh. Câu 15 như sau: tại sao Chúa Thánh Linh chưa được ban xuống cho các môn đồ trong khi Chúa Giêsu còn thi hành chức vụ trên đất? Câu trả lời là ở trong Giăng đoạn 7 câu 39. Giăng đoạn 7 câu 39. Cái câu kinh thánh này nói rằng là gì? Bởi vì Thánh Linh chưa ban xuống vì Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. Dạ, chúng ta để ý cái chỗ đó là chưa được vinh hiển. Như trong tuần rồi chúng ta có nói về vấn đề Thánh Linh ngự ở trên Chúa Giêsu và các môn đồ đi ra giảng đạo khắp mọi nơi. Họ vẫn có quyền năng, họ vẫn có đuổi quỷ, họ có sự sức dầu. Nhưng mà khi mà Chúa Giêsu ngài chuẩn bị ngài về trời thì ngài có nói với các môn đồ rằng là ta đi là ích lợi cho các ngươi, bởi vì ta đi thì đấng yên ủi hay là đấng cứu giúp đến ở với các ngươi. Và Chúa Giêsu thì ở tạm thời, ngài mặc lấy thân xác để ngài chết đền tội cho con người. Nhưng mà Chúa Thánh Linh thì ở trong loài người là ở đời đời thông qua giá chuộc là huyết của đấng Christ. Cho nên ở trong Giăng đoạn 7 câu 37 thì nói rằng ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng: nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống chảy từ trong lòng mình, y như kinh thánh đã chép vậy. Người nào tin ta thì sông nước hằng sống chảy từ trong lòng, y như kinh thánh đã chép. Như vậy kinh thánh chép gì về cái sông nước hằng sống này? Chúa đang hứa rằng là gì? Là ngài sẽ đặt cái thần mới của ngài ở trong dân sự. Ngay trong ECN đồng 36, ngài đặt thần mới của ngài ở bên trong.
Và Gioan đoạn 2 câu 28-29 thì cũng hứa rằng trong ngày sau cùng thì Thánh Linh Chúa được ban cho, thần của Chúa được ban cho. Cho nên tại đây Chúa Giêsu nhắc lại cái lời hứa của Đức Chúa Trời rằng là người nào tin Ngài thì sông nước hằng sống sẽ tuôn chảy từ trong lòng. Vậy thì khi nói về cái sông nước hằng sống và nó tuôn chảy thì nó không phải là một cái ly sông nước hằng, một cái ly nước hằng sống hay là một cái thùng nước hằng sống, mà ở đây Chúa Giêsu nói về cái con sông, cái con sông của nước hằng sống tại chảy từ trong lòng. Thật ra thì cái con sông này nó đã bắt nguồn từ Eden rồi anh bà chị em. Chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 8, đoạn Chúa Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn Eden ở về hướng đông và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Câu 9, Chúa Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và trái thì ngon, giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Ở đây Chúa đã thiết lập một cảnh vườn tại Eden. Cảnh vườn này không tên là cảnh vườn Eden, thường chúng ta nói rằng là vườn Eden. Nhưng ở đây Kinh Thánh nói rõ là Chúa Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Eden. Vậy thì tại Eden đó, Chúa lập một cái cảnh vườn và tại đây nó ra nhiều cái thứ cây lắm. Chúa dựng nên nó, Chúa tạo nên nó. Nhưng mà chúng ta chưa thấy có nước, phải không? Cây nó sống thì cần nhờ nước. Câu 10, một con sông từ Eden chảy ra đặng tưới vườn, rồi từ đó chia ra làm bốn ngã. Tên ngã thứ nhất là Bishon, ngã đó chảy quanh xứ Havila là nơi có vàng. Tôi lưu ý chị em là cái ngã Bishon thôi. Còn ba cái ngã kia như là Gihon, Kuser hay là Hideke thì không, chúng ta không có nói đến ngày hôm nay. Nhưng mà chúng ta nói đến một cái ngã trong bốn cái nhánh sông đó, từ con sông từ Eden, con sông từ Eden chảy ra đó, thì một trong bốn nhánh đó tên là nhánh là Bishon. Nhánh này nó chảy quanh xứ Havila là nơi có vàng. Vàng xứ này rất cao, tại đó cũng có nhũ hương và bích ngọc. Đây là con sông Bishon. Con sông này nó đem lại sự sống, nó đem lại sự giàu có, nó đem lại sự chữa lành, nó đem lại sự sung mãn. Đây là sự ẩn chứa mà Chúa Ngài giấu ở trong lời của Ngài trong Cựu Ước. Cho nên ở trong Tin Lành Giăng đoạn 5 câu 46, Tin Lành Giăng đoạn 5 câu 46 ghi như thế này: nếu các ngươi tin Môi-se cũng sẽ tin ta, bởi ấy là về ta mà người đã chép. Chúa Giêsu Ngài khẳng định rằng Môi-se chép về Ngài. Môi-se viết những sách như là Sáng Thế cho đến Phục Truyền. Rồi Môi-se cũng viết những bài ca ở trong Thi Thiên. Vậy thì Môi-se chép về ai? Chúa Giêsu khẳng định Môi-se chép về Ngài. Chép về Ngài. Chép về Chúa Giêsu cũng là chép về những gì thuộc về Chúa Giêsu. Chép về Chúa Giêsu cũng là chép về hội thánh của Chúa. Chép về Chúa Giêsu cũng là chép về những gì sẽ xảy ra trên hội thánh của Ngài. Cho nên cũng trong Giăng đoạn 6 câu 63 thì Kinh Thánh ghi thế này: ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là linh và sự sống. Trong bản cũ chúng ta dịch là thần linh và sự sống. Như vậy Chúa nói là gì? Lời ta nói, lời ta nói ra đều có linh và sự sống. Vậy thì trở lại ở trong Sáng Thế Ký là cái con sông từ Eden đó, nó chảy ra. Con sông tên là con sông Bishon. Và cái nó chảy ra như vậy thì nó có vàng nè, nó có nhũ hương nè, nó có bích ngọc. Điều này nói lên nó có sự giàu có, nó có sự chữa lành, nó có sự sang trọng hay là sự cao trọng. Và tại ở trong Giăng đoạn 7 thì Chúa Giêsu Ngài nói ai tin ta thì sông nước hằng sống chảy từ trong lòng. Thật ra trong đoạn 4 Chúa đã giới thiệu điều đó với người đàn bà Samari bên giếng Sica trong câu 14-15. Nhưng uống nước ta sẽ cho thì sẽ chẳng hề khác nữa, nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Đây là cái dòng sông sự sống. Như vậy một người tin và nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời của mình
Thì có nghĩa là chúng ta nhận cái dòng sông sự sống ở bên trong. Mà dòng sông sự sống đó chỉ về ai? Câu 39 của đoạn 7, Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ được nhận lấy, bởi bây giờ Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa, đây là điều mà Chúa Giêsu Ngài giới thiệu, con sông sự sống mà chảy ở trong Ê-đen, đó chính là dòng sông Thánh Linh. Con sông từ đền thờ chảy ra ở trong Ê-xtê-ên đoạn 47, đó là dòng sông sự sống. Và nó có nhiều cái mức độ của kinh nghiệm. Có người thì kinh nghiệm đến mắt cá, có người kinh nghiệm đến đầu gối, có người kinh nghiệm đến hông, có người kinh nghiệm đến ngực, và có người kinh nghiệm được bơi lội trong dòng sông đó. Không phải tất cả đều được kinh nghiệm trong sự bơi lội. Cho nên nhiều người tin nhận Chúa, họ có thể kinh nghiệm đó là bước vào trong dòng sông này, nó chỉ thấm được đến mắt cá thôi. Điều đó chúng ta sẽ nói như thế nào? Chúng ta có thể nói rằng là người này không có Thánh Linh không? Chúng ta có thể nói là người này không có bước vào dòng sông không? Không, vẫn bước vào dòng sông. Nhưng mà đó là cái sự trải nghiệm của cái mức độ dòng sông ở mắt cá. Hãy cảm ơn Chúa vì chúng ta có cái mức độ trải nghiệm Thánh Linh ở mức độ của mắt cá. Bản thân tôi cũng vậy, tôi kinh nghiệm Chúa ở mắt cá khá lâu, và dần dần bắt đầu lên tới đầu gối, dần dần lên tới hông. Và cũng có những lúc chúng ta được bơi lội, nhưng cũng có những lúc chúng ta lại đi bộ ở trong cái dòng sông đó. Như vậy thì cái dòng sông này đó là dòng sông sự sống và dòng sông của Thánh Linh, mà Chúa nói là người nào tin sẽ nhận lấy. Vậy thì anh chị em tin Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình, thế thì trong anh chị em có dòng sông này chưa? Có rồi. Nhưng mà nó được tuôn chảy không? Tuôn chảy hay không tùy vào mỗi người chúng ta. Kinh nghiệm mức độ của con sông là tùy thuộc vào quyết định của chúng ta bước vào trong dòng sông này. Cho nên tại nơi đây, Chúa Giêsu Thánh Linh chưa được ban cho các môn đồ vì Chúa Giêsu vẫn còn đang thi hành chức vụ ở trên đất. Và Chúa hứa là gì? Khi ta đi thì ích lợi cho ngươi. Bởi vì sao? Vì ta đi thì đấng yên ủi sẽ đến, hay là thần lẽ thật sẽ đến. Và chính Ngài sẽ dẫn các ngươi, Ngài sẽ dẫn dắt các ngươi. Chúng ta thấy rằng là khi được ở trong dòng sông thì chúng ta được dòng sông nâng chúng ta lên. Chúng ta trải nghiệm được cái sự tươi mát của dòng sông. Chúng ta trải nghiệm được sự bơi lội ở trong đó. Dòng sông có thể nâng chúng ta theo nhiều cái góc độ khác nhau. Cho nên Kinh Thánh cũng khẳng định là gì? Gió muốn thổi đi đâu thì thổi. Ai nghe tiếng động nhưng không biết gió đến từ đâu. Và người nào sanh bởi Thánh Linh cũng giống như vậy. Cho nên một cái bước đường theo Chúa chúng ta đó, có nhiều cái sự trải nghiệm khác nhau với Thánh Linh của Chúa. Chúng ta không thể nào áp đặt cái sự trải nghiệm của mình trên người khác, nhưng chúng ta có thể chia sẻ cái sự trải nghiệm của chúng ta với Thánh Linh cho mọi người. Và nó không có một cái công thức ABCD. Nhưng chắc chắn một điều rằng, muốn bước vượt vào dòng sông này thì chúng ta phải tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời của mình, thì chúng ta sẽ có dòng sông ở trong đâu? Trong lòng của chúng ta. Xin Chúa ban phước để rồi chúng ta sẽ có một cái sự tươi mới ở trong Thánh Linh càng hơn. Chúng ta qua câu số 16. Sau khi Chúa Giêsu trở về địa vị vinh hiển bên hữu ngay Đức Chúa Trời, Ngài đã nhận gì từ nơi Chúa Cha? Theo như Công vụ đoạn 2 câu 33 thì nói rằng Chúa Giêsu nhận lấy Thánh Linh từ Cha và làm gì ạ? Đổ xuống. Tôi xin đọc cả đoạn 2 câu 33. Vậy sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời và từ nơi Cha nhận lấy Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Thánh Linh ra như các ngươi thấy và nghe. Nào, chúng ta sẽ dừng lại ở đây để chúng ta sẽ phân tích về cái việc mà nhận lấy Thánh Linh và đổ ra với lại thân vị Thánh Linh. Những người họ chống đối lại thân vị Thánh Linh, họ nói rằng Thánh Linh không phải làm thân vị. Tại vì nếu là thân vị thì không thể đổ.
Thân vị thì không thể nào như là gió, thân vị thì không thể nào như là nước, thân vị thì không thể nào như là rượu. Thật ra gió, nước, rượu hay là nhìn thấy như là lửa hay là cảm nhận cái sự chạm đến của Thánh Linh, đó là những cái trạng thái khi Thánh Linh Ngài đến. Nếu là gió, nếu là nước, nếu là rượu thì Chúa Giê-xu không dùng từ là Ngài. Cho nên ở chúng ta trở lại văn đoạn thứ 14 và 16 thì anh chị em cho thấy. Văn đoạn 14 câu 16: Ta lại này xin cha Ngài sẽ ban cho ngươi một đấng yên ủi khác. Nếu ở đây là gió là nước thì Chúa Giê-xu nói rằng ta sẽ lại xin cha Ngài sẽ ban cho các ngươi gió, nước, rượu hay là lửa. Không, Chúa Giê-xu Ngài hứa rằng Ngài này xin cha ban đấng yên ủi hay là đấng cứu giúp để ở với các ngươi đời đời. Và đây chính là thần lẽ thật hay là linh lẽ thật mà thế gian không thể nhận lấy được. Rồi trong đoạn 16 thì câu 7: Dầu vậy ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ít lời chắc ngươi, vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Chúa Giê-xu một lần nữa Ngài gọi Thánh Linh là đấng yên ủi. Câu 13 và 14: Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, Ngài dẫn các ngươi. Chúa dùng cái từ là Ngài, danh xưng là He. Đó là một cái đại từ nhân xưng xác định. Câu 14: Ngài, chính Ngài sẽ làm sáng danh ta. Như vậy thì chúng ta thấy nhiều lần trong khúc Kinh Thánh Chúa Giê-xu nói đến và dùng từ Ngài. Và Chúa Giê-xu Ngài đã đồng hóa thân vị cách của Thánh Linh cùng với Cha, Con và Thánh Linh khi Ngài đứng trên núi Olive và Ngài truyền cho các môn đồ một mạng lệnh là các ngươi đi khiến môn dân trở nên môn đồ ta, rồi làm gì? Nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà báp têm cho họ. Và ba thân vị này hiệp một, ba thân vị hiệp một. Và Kinh Thánh ở trong Văn Nhất đoạn 5 câu 7 câu 8 nói rằng là gì? Ba ấy hiệp một hay là ba ấy là một. Cho nên chúng ta không thể chỉ nói rằng Thánh Linh, Thánh Linh như là lửa hay là Thánh Linh là nước, Thánh Linh là dầu, Thánh Linh là rượu. Đó chẳng qua là những cái trạng thái và những gì khi Thánh Linh đến thì sẽ cảm nhận được điều đó. Và chúng ta sẽ trải nghiệm trong các lĩnh vực đó của Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Tôi là một con người, tôi đang đứng đây cùng với anh chị em. Và khi tôi bước đi, tôi di chuyển, tôi đang đứng đây, tôi đang thi hành chức vụ mà Chúa giao, đó là thi hành chức vụ của sự rao giảng. Nhưng nếu anh chị em cần sự cầu nguyện thì tôi đang thi hành chức vụ của Thầy Tế Lễ để cầu nguyện, để sức dầu cho anh chị em. Nhưng tôi bước xuống nhà và tôi cùng sinh hoạt với các con của tôi làm một cái vai trò, đó là một người cha của các con, gần gũi với các con, khuyên lơn, an ủi, nâng đỡ, khích lệ, dạy dỗ các con. Đó là những cái trạng thái mà Thánh Linh của Chúa khi đến. Chứ không phải là này, Thánh Linh là nước, Thánh Linh là gió, cho nên là không phải là một thân vị. Nếu nói như vậy là chúng ta không hiểu gì về cái thân vị của Thánh Linh của Chúa. Mà nếu không hiểu thì không nhận được, mà không nhận được thì không, Thánh Linh không vận hành ở trong những con người đó. Mà chúng ta sẽ thấy những con người từ chối thân vị của Thánh Linh thì chính bản thân của họ không có linh lẽ thật dẫn họ vào trong lẽ thật đâu. Tại vì họ từ chối cái thân vị, họ không coi đó là một thân vị. Cho nên bởi đức tin chúng ta tin rằng khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta có nhận sự ấn chứng của Thánh Linh. Chúng ta tin Chúa Giê-xu thì sông nước hằng sống chảy từ trong lòng. Chúng ta nhận lấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để Ngài như là lửa, như là nước, như là gió, như là rượu, như là dầu để vận hành ở trong chúng ta và chúng ta thi hành chức vụ. Qua danh của Chúa Giê-xu thì Thánh Linh của Chúa hành động cùng chúng ta. Như Chúa Giê-xu khi ở trên đất thì Ngài cũng đã thi hành chức vụ giống như vậy. Ngài đã nhờ cậy Thánh Linh để đuổi quỷ, Ngài nhờ cậy Thánh Linh để nhận lấy những mạng lệnh từ Cha, vân vân. Xin lỗi anh chị em. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta hiểu ở đây được là gì? Là khi Thánh Linh đến thì, xin lỗi, Chúa Giê-xu Ngài về bên hữu Đức Trời thì Ngài nhận lấy Thánh Linh và Ngài đổ Thánh Linh xuống.
và tất cả chúng ta là những người nhận lấy Thánh Linh của Chúa. Ở đây Thánh Linh nhận lấy như có thể thấy và nghe. Những người ở tại đây họ thấy cái gì? Họ thấy lưỡi rời rạc từng cái một đậu trên các môn đồ. Họ nghe cái gì? Họ nghe các môn đồ nói tiếng lạ. Họ nghe các môn đồ giảng luận. Họ nghe các môn đồ nói những lời tiên tri khi Thánh Linh của Chúa Ngài đến. À, như vậy chúng ta sẽ kết thúc cái phần này ở đây. Đó là thứ nhất là nói về ai tin Ngài thì sông nước hằng sống chảy từ trong lòng, và Ngài phán điều đó chỉ về Thánh Linh. Và cái việc Thánh Linh Chúa Ngài đổ ra có thể thấy và nghe. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có thể cầu nguyện để xin Thánh Linh của Chúa cho chúng ta bắt đầu kinh nghiệm ở trong Ngài. Anh chị em muốn chỉ muốn kinh nghiệm Chúa ở mắt cá, hay là đầu gối, hay là hông, hoặc là bơi lội tùy thuộc vào chúng ta. Nhưng muốn được ở cái mức độ của bơi lội thì chúng ta phải dành nhiều thời gian ở với Ngài nữa. Chúng ta phải có thời gian bơi lội với Ngài. Bơi lội trong lời Ngài, bơi lội trong sự cầu nguyện, bơi lội trong sự suy gẫm, bơi lội trong sự tương giao mật thiết, trao đổi và lắng nghe. Chúng ta sẽ thấy có một cái sự bơi lội đặc biệt ở trong Thánh Linh của Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Thưa Cha, trong danh của Chúa Giêsu, con xin Chúa Ngài với lời hứa của Ngài rằng Ngài về trời và Ngài đổ Thánh Linh xuống. Và quả thật Chúa Giêsu đã làm điều đó. Ngài đổ Thánh Linh cho hội thánh đầu tiên, và Thánh Linh tiếp tục tuôn đổ trong mọi chúng con. Lạy Chúa, xin hãy cho chúng con được kinh nghiệm dòng sông của Bi-xôn. Vì tại nơi đó dòng sông chảy ra thì có vàng, có nhũ hương và có bích ngọc, có sự giàu có sự chữa lành và có sự sang trọng. Và xin Chúa Ngài cho chúng con kinh nghiệm trong dòng sông sự sống, được bơi lội ở trong Ngài Chúa ơi. Nhiều lần chúng con đã khao khát điều này, nhưng vì cớ nhiều lý do và chúng con đã để đánh mất cơ hội. Nhưng Chúa vẫn ở đó, Ngài vẫn chờ đợi để chúng con được trải nghiệm Ngài nhiều hơn. Thưa Cha, trong danh của Chúa Giêsu, xin ban Thánh Linh cho chúng con một cách đầy dẫy, một cách không chừng mực như chính Ngài. Chúa Giêsu đang ở trên đất, và Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia chữa lành, giải cứu những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chúng con muốn trải nghiệm được. Chúng con tin một điều rằng muốn được trải nghiệm được điều này thì chúng con cũng sẽ trải qua những cái sự thử thách, để cái bình mà Chúa Ngài tạo dựng nên đây nó đủ khả năng để có thể chứa được rượu mới, và cho chúng con được bơi lội, cho chúng con được nếm trải sự ngọt ngào, sự tươi mới, sự hứng chí ở trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Ngài. Chúng con xin trao phó thì giờ còn lại để hội thánh cùng nhau thờ phượng ở trong ơn và trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúng con cùng hiệp ý cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Bởi đức tin anh chị em hãy nhận lấy những điều mà Chúa Ngài hứa ban cho chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa.